giữ tại nhà tạm giữ công an thành phố Nha Trang, phó thủ trưởng công an xã Điều Tra, thượng tá Nguyễn Đức Thành. Một cái thôi. Bây giờ thu giữ của mày là những cái gì? Chìa khóa mày lấy xe hả? Đấy là xe của mày hay xe của ai? Hả? Bo hả? Mày bây giờ đưa mày xuống nhà mày biết nhau. Điện thoại hiệu cái téo hả? Ở đâu? Trong bệnh viện luôn. Được giá tượng không? Kêu hiệu tên gì? Sinh năm bao nhiêu? Phạm Đình thuộc đoàn hả? Làm gì? Sinh năm nhiêu? Tài xế cho công ty gì? Tài xế ở đây, thành phố Nha Trang hả? Còn anh chị em gì nữa? Sinh năm bao nhiêu? Tiếp. Phạm Đình gì? Rồi tiếp tục. Cái gì? Chìa khóa nhà là nhà của mày hả? Rồi còn cái chìa khóa xe? Thầy lấy dao làm thầy không đoan mà, nổi tiếng mà. Này tôi còn lấy bóp. Trưởng công an xã Điều Tra căn cứ khoảng 1.117 bộ luật tố tụng hình sự ở bộ luật hình sự nước ngoài của Phạm Đình Hoàng Đạt phạm vào điều bộ luật hình sự quốc tịch Việt Nam dân tộc Kinh tôn giáo Thiên Chúa nghề nghiệp không